nó bắt đầu vào quý cuối rồi, cho nên thành ra là rất là nhiều thứ. Chứ nếu không thì mà thực ra cũng không đẩy đi được cuộc họp, không thể đẩy nhanh hơn được. Thế tóm lại là như thế, là về phía bọn em thì bọn em có cái kiến nghị là như thế, quan điểm là sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho các anh chị từ góc độ của phòng thương mại cũng như là từ góc độ cá nhân. Tôi là không phải cá nhân mà từ góc độ của trung tâm. Còn các anh chị cũng không cần phải quá băn khoăn về cái câu chuyện kinh phí hay như thế nào cả. Không phải vì là có kinh phí. Nhiệm vụ những người tình nguyện, và hôm đó là mọi người rất sốt ruột, cho nên là làm ngay một cái đơn ra hiệp hội doanh nghiệp, và hiệp hội doanh nghiệp đã thảo được công văn, đúng không ạ? Thế đây tôi thảo công văn lên đây và mọi người đi cùng là lên đây, thì hôm đấy thì mình không tham dự, thế nhưng mà mình có biết là thông tin như vậy. Một phòng bây giờ cái thông tin là có khả năng là bao lâu